Xin chào tất cả các bạn, hôm nay họ sẽ dẫn các bạn đi vòng chơi. Hôm nay ngày off cũng như là một ngày mà rất là ý nghĩa, đó là sinh nhật lần thứ 30 của Hào. Và Hào muốn cho các bạn một ngày của Hào sinh nhật thế nào. Hiện tại thì Hào mới ngủ dậy, tụi hôm nào cũng đi làm, nên sẽ lên đồ chút xíu ở nhà, rồi sau đó ăn sáng, rồi sau đó mình sẽ đi tập gym, đi vòng vòng, đi chợ Việt Nam. Hôm nay là ngày mà Hào phải đi chợ để mua đồ ăn cho cả một tuần. Các bạn hãy cùng theo dõi bước chân của Hào ngày hôm nay nhé. Bây giờ Hào đã chuẩn bị để đi tập gym. Từ đây đến chỗ tập gym á là đi bộ khoảng 20 phút, giờ nó còn lái xe chỉ có 5 phút thôi. Nhưng tại vì hôm nay là phải chạy rất là nhiều, đi chợ để đi cắt tóc nữa, rồi thời gian là không kịp đâu, phải đi xe chứ thường là đi bộ. Vậy là hôm nay trời rất là đẹp, thì các bạn sẽ cùng nhau đi tập gym nhé. Tập đây mình sẽ không phải trả thì không kiếm được là được 2 tiếng miễn phí. It's my birthday. Bây giờ bên Seattle đổ ra là mùa hè nên ngày nào nó cũng sẽ nắng và đẹp như thế này. Các bạn có thể thấy là ở thành phố Hào ở có rất là nhiều cây. Tại vì ở đây thì mưa rất là nhiều, chỉ có mùa hè rất là đẹp. Các bây giờ mình sẽ đi cắt tóc. Và ở trên chỗ Hào ở là gần cái đại trung tâm. Chỗ này đậu xe rất là khó, mỗi lần kiếm chỗ đậu xe là rất là cực. Mà mỗi lần đậu xe là chỉ được 2 tiếng thôi, nhưng mà hơn là cho các bạn mất lẹ. Nancy, what are you guys doing? Chưa cắt tóc. And Nancy sẽ dùng her magic để làm cho Hào đẹp hơn. Yes. So whatever you want, he get right, Matthew. Whatever he wants, he get or what? Yeah. Oh wow. It was my day, so whatever.
tập khác liền ha. So funny, he's getting like every angle. Cắt tóc xong rồi, bây giờ cảm ơn chị Nancy. Bye em, happy birthday. See ya, bye. Bye. Cắt tóc xong rồi, bây giờ đói bụng, mình sẽ đi ăn, đi ăn lẩu. Mặc dù trời nóng nhưng mà chỗ lẩu thì có máy lạnh, không sao. Chỗ đó là nổi tiếng của người Đài Loan, Boiling Point. Nếu như mà các bạn nào ở Mỹ thì sẽ biết cái tiệm lẩu này. Thì chúng ta cùng đi nhé. Bây giờ là cái giờ mà không có đông nên sẽ không có phải đợi. Sẽ ăn chay nên sẽ mua toàn là đồ chay thôi. Mà cho các bạn thấy là chợ Việt Nam là như thế nào. Ok, sắp tới rồi. Target, yeah.